Thưa quý vị, khi xảy ra cháy nổ, nhất là trong các khu dân cư tập trung, ngõ ngách nhỏ hẹp, công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đã có nhiều vụ việc đáng tiếc ở thủ đô Hà Nội xảy ra do lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường một cách nhanh nhất. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống giao thông, nguồn nước chưa đảm bảo. Để ngăn ngừa và giảm thiểu các sự cố thiệt hại có thể xảy ra, nhiều nơi đang triển khai lắp đặt thêm các trụ nước chữa cháy và thu được những kết quả khả quan. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Tây Hồ, Hà Nội. Ngách 656 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngay từ đầu ngõ, những họng nước khô như thế này đã được lắp đặt mới. Tại các ngã ba, ngã tư sâu trong ngõ đều được trang bị thêm hộp chữa cháy, lăng, vòi chữa cháy để có thể nhanh chóng đấu nối, xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh. Từ khi thiết bị phòng cháy chữa cháy được bổ sung thêm, người dân trong các ngõ sâu đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều trước nguy cơ cháy nổ. Ý thức của người dân bây giờ cũng được nâng cao về công tác phòng cháy chữa cháy. Công tác tuyên truyền cũng làm tốt, rồi là chuẩn bị trang bị các cái bình cứu hỏa, rồi tuyên truyền mở nối thoát nạn thứ hai, rồi các ngõ ngách như 656 đấy, 668 đấy nói riêng, trên địa bàn phường Tân nói chung ấy, cũng đã được đầu tư trang bị hệ thống họng khô để cứu hỏa, các cái bình cứu hỏa tại chỗ đã trang bị trên các ngõ ngách. Thế hiện nay là người dân cũng nhận thức được ý thức trách nhiệm của mình trong cái việc phòng cháy chữa cháy cũng được nâng cao. Phường Nhật Tân là một trong những địa phương được quận Tây Hồ thí điểm xây dựng các họng nước khô và cải tạo nguồn nước chữa cháy trong các ngõ hẻm nhỏ. Từ đầu tháng 6 vừa qua, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tiến hành thử áp lực nước tại các trụ chữa cháy phục vụ công tác chữa cháy tại các ngõ ngách và cho thấy nhiều kết quả khả quan. Hiện tại trên địa bàn phường Nhật Tân thì cái việc họng cứu hỏa của thành phố thì vẫn còn mật độ vẫn còn thưa. Do vậy thì cái việc mà xây dựng các họng khô cứu hỏa tôi cho rằng là rất cần thiết, nó là cái việc mà tăng dày các cái điểm cứu hỏa trên địa bàn phường. Đồng thời thì thời gian tới thì chúng tôi cũng đang tiếp tục đề xuất ủy ban quận là đối với các nhà sinh hoạt của tổ dân phố trên địa bàn phường thì tại các vị trí sân thì tiếp tục xây dựng các cái bể chứa nước ngầm nhằm phát huy cái việc xử lý tại chỗ. Thì hiện nay chúng tôi tất cả các nhà văn hóa đã được trang bị các cái máy bơm tăng áp và đảm bảo kết nối được với hệ thống cứu hỏa các họng khô tại địa bàn các khu dân cư. Hiện tại thì sau một thời gian triển khai thì chúng tôi thấy rằng là có những cái thuận lợi, là cũng có rất nhiều những cái tuyến ngõ, tuyến đường thì được các cái hộ dân, các bà con trên các cái ngõ ngách thì ủng hộ. Nhưng đi song song với nó thì cũng có rất nhiều những hộ gia đình là chưa thấy được cái sự hiệu quả của hệ thống, nên là gây khó khăn trong quá trình lắp đặt và cũng gây khó khăn trong cái vị trí lắp đặt nó gây ảnh hưởng đến nhà người ta không phối hợp để cho lắp đặt, nó không được thuận theo đúng như các vị trí định như ban đầu. Theo thống kê, trên địa bàn quận Tây Hồ hiện có hơn 700 ngõ ngách, trong đó có gần 200 ngõ có chiều dài hơn 200 m, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Tuy nhiên, trên địa bàn chỉ có 45 trụ nước trên tuyến đường giao thông, 24 trụ trong khu đô thị Nam Thăng Long. Do vậy, ngoài việc trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn và mở lối thoát hiểm ở những tòa nhà, thì giao thông, nguồn nước chữa cháy trên các tuyến đường này cũng vô cùng quan trọng. Trên địa bàn quận Tây Hồ trong thời gian vừa qua là một địa bàn bình yên. Điều đó là khẳng định là chúng tôi đã cho cái tham mưu cũng như là triển khai cái việc phòng cháy cháy. Còn về công tác chữa cháy thì cái việc triển khai thời gian tới thì có tác động rất là lớn đến cái việc mà đảm bảo an toàn cho người dân, bởi vì đặc điểm của Tây Hồ của chúng tôi là các cái nhà trọ thuê rất nhiều ở các ngõ sâu, thì đây là cái việc mà triển khai cái mạng nước chữa cháy là thiết thực nhất và có hiệu quả nhất với phương châm là 4 tại chỗ, từ đó để nâng cao cái việc mà an toàn cho người dân, để góp phần chung cái ổn định về an ninh trật tự, trong đó có phòng cháy cháy. Theo tờ trình đề án nâng cao năng lực phòng cháy cháy và cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2025 định hướng đến năm 2030, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 lắp đặt 3.050 trụ chữa cháy ngoài nhà, hơn 9.480 tuyến đường, phố, ngõ, ngách sâu hơn 200 m, có phương án bổ sung đường ống cấp nước, trụ nước hoặc họng tiếp nước. Đây là một trong những giải pháp cần phải ưu tiên để bổ sung thêm nguồn nước trong các ngõ sâu, giúp ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Thưa quý vị, Tuyên Quang là một trong những địa phương đang phải chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ. Tính đến thời điểm này, nhiều tài sản và hoa màu của người dân đã bị hư hỏng phá hủy. Chính quyền các địa phương đang huy động nhân lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai nhằm sớm ổn định cuộc sống. Thống kê mưa lớn kéo dài đã khiến 14 ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, nhiều diện tích cây nông nghiệp bị ảnh hưởng.
Trong đó thì có 7 nhà dân ở huyện Lâm Bình bị đất đá sạt lở, thiệt hại từ 50 đến 70%. Ngoài ra trên 45 hectare lúa, ngô và rau màu, 5,5 hectare cây keo, 2 hectare cây trồng hàng năm bị ngập úng, đổ gãy. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại các huyện Yên Sơn và Na Hàng đã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Trước những thiệt hại nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bám sát tình hình mưa bão, không để ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. Trong khi đó, đêm qua và rạng sáng ngày 22 tháng 8, nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục xuất hiện mưa lớn, sạt lở cục bộ xảy ra, gây không ít khó khăn cho người dân trong việc đi lại cũng như là sinh hoạt. Theo đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính đến sáng ngày 22 tháng 8 có nơi trên 60mm như Phìn Hồ Lai Châu 62,1mm, Cảm Nhân Yên Bái 111,2mm, Thanh Thủy Hà Giang 124mm. Mưa lớn cũng khiến đất đá văng xuống làm thủng mái nhà của nhiều hộ dân tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Nhưng rất may mắn không có thiệt hại về người. Cơ quan khí tượng cũng cho biết thêm, từ nay đến sáng ngày 23 tháng 8, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Sạt lở đất, thậm chí lũ quét vẫn còn có nguy cơ cao xảy ra ở các khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Chiều ngày 23 tháng 8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ khả năng sẽ giảm dần. Việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC mang lại nhiều lợi ích cho người dân và giá trị gỗ thì được tăng thêm, nâng cao được thu nhập trên đơn vị diện tích thu hoạch. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn đang xảy ra nhiều khó khăn, bất cập. Tiến độ cấp chứng chỉ rừng thì chậm, chưa tương xứng với tiềm năng. Chính vì vậy thì nhiều chủ rừng nhỏ là các cá nhân và hộ gia đình đã không mặn mà với việc tham gia chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Gia đình ông Võ Khắc Thể ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An trồng 1,2 hectare rừng. Để đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, từ khâu lựa chọn cây giống, chăm sóc, thu hoạch, gia đình ông phải tuân thủ theo các tiêu chí, quy trình rất nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, để duy trì tín chỉ hàng năm, các hộ dân phải bỏ chi phí thuê chuyên gia, xây dựng hồ sơ để đánh giá, thẩm định. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các hộ gia đình trồng rừng nhỏ lẻ, manh mún. Bên chứng chỉ rừng bền vững thì là phải có liên quan đến môi trường, thành ra là người dân chắc chắn không ít hồ là làm được chuyện đó. Cho nên dân là người dân là phải bình thường làm bình thường được cũng như nhau. Cho nên người ta không mặn mà với cái chứng chỉ rừng bền vững. Cái để duy trì cái chứng chỉ phải thực hiện theo một cái trồng và chăm sóc cái theo một cái quy trình nhất định. Mà cái quy trình đó thì thực tế rất tốn kém, mà sau khi cái sản phẩm thu lại về kinh tế thì cái tỷ lệ giữa gỗ có cái chứng chỉ và gỗ không có cái chứng chỉ thì chênh lệch không đáng kể. Chi phí đầu tư ban đầu lớn, sản xuất phải theo các quy trình nghiêm ngặt, trong khi đó giá gỗ bán ra không cao so với gỗ trồng tự do, khiến nhiều hộ dân không mặn mà với chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Bên cạnh đó, ở miền núi, do áp lực kinh tế, rủi ro về thiên tai, thiếu vốn, nên nhiều hộ dân chưa mạnh dạn trồng rừng gỗ lớn. Chi phí để xây dựng hồ sơ, đề nghị cấp chứng chỉ rừng bền vững và đánh giá cái chứng chỉ rừng bền vững của các tổ chức đó thì rất cao, nên các hộ cũng có thể làm được. Mà ngoài ra thì khi mà được cấp chứng chỉ rừng bền vững thì theo cái quy định của các tổ chức cấp chứng chỉ rừng bền vững thì phải có cái duy trì cái chứng chỉ bền vững, tức là một năm là phải đánh giá một lần, thì dẫn đến cái chi phí người dân cũng không thể bỏ ra được. Mặt khác, công nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn Nghệ An phát triển chưa đồng bộ. Liên kết chuỗi trong sản xuất từ khâu trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đến khai thác, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa bền vững. Một số hộ dân tham gia vào trồng rừng còn lo ngại về đầu ra của gỗ có chứng chỉ, chưa thấy rõ lợi ích từ chứng chỉ rừng. Tiếp tục là xác định các khó khăn nổi trội ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tháo gỡ và tích cực tuyên truyền triển khai để đạt được các kế hoạch chỉ tiêu đề ra đối với trồng rừng trên địa bàn. Cái thứ hai nữa
thì do cái công tác giao khoán đất rừng nó đến tận hộ gia đình, cho nên sẽ triển khai đến các cái hộ dân là tăng cường cái liên danh liên kết để tạo đến các cái vùng nguyên liệu tập trung, đặc biệt là kêu gọi các cái doanh nghiệp để có cái sự hợp tác liên kết giữa các cái hộ dân, giữa các cái hợp tác xã, giữa các cái tổ hợp tác với doanh nghiệp để tạo ra cái chuỗi là liên kết trong quá trình từ trồng rừng đến khai thác và chế biến. Việc cấp chứng chỉ FSC trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn thấp so với tổng diện tích rừng hiện có. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An chỉ có trên 25.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC trên tổng số 170.000 ha rừng nguyên liệu. Trong khi Nghệ An vẫn chưa có chính sách hỗ trợ cho các chủ rừng thực hiện cấp chứng chỉ FSC.